nó nở, nó mở liền và ngay vào liền luôn kìa. Tội qua ngày hôm sau được. Ô, lay up luôn. Mở ra, kéo ra luôn. Ừ, đó đúng rồi. Cái gì của ba mà bà thơ không? Ok, mở đi. Được sao rồi, bà? Ít vô. Vô, bập, trời ơi, hụt. Bập, bột, hụt, hụt. Trời ơi, nó đè luôn. Không được luôn hả? Cứng quá hả? Nó bốn mảnh như vậy, hàng chi khó mở. Sticker hả? Ủa, có túi đó nữa kìa. Trời, sao mở cái đó ra? Ờ, sticker đúng rồi. Cái bạn hướng dẫn. Ừ. Đúng quá hả? Lava slam. Cái lava là gì? Núi lửa hả? À, biết rồi. Phải đổ cái gì vô phải không? Một cái trứng màu cam, hai cái trứng màu cam. Còn gì nữa không? Quá thôi nhiều quá vậy, ba cái trứng màu cam. Còn cái là gì? Lava slam nữa. Có cái gì đã lại đi nồi kìa. Nữa, bởi gì không bơ nãy? Rồi con mở đi. Mẹ tháo rồi.